máy điều hòa không khí được lắp đặt tại các vùng ven biển bị ảnh hưởng bởi muối biển. Qua một thời gian, muối biển ăn mòn các cánh tản nhiệt, làm giảm hiệu suất của sản phẩm. Sau một vài năm, sự ăn mòn làm giảm hiệu suất hoạt động, gây ra hao phí điện năng tiêu thụ và cuối cùng là dẫn đến việc phải thay thế thiết bị khi công suất làm lạnh giảm. Kết quả là dẫn đến chi phí vòng đời cao. Dòng sản phẩm mới của chúng tôi dành cho khu vực ven biển VRV Max được thiết kế để tối ưu hóa việc chống ăn mòn, vòng đời sản phẩm và hiệu suất hoạt động ở những nơi mà chịu ảnh hưởng lớn của muối biển. Những sản phẩm chống ăn mòn thông thường phải được lắp đặt cách xa biển ít nhất là 300m và không thể trực tiếp chịu ảnh hưởng của gió biển. Dòng sản phẩm mới này có thể lắp đặt ngay cạnh biển và những địa điểm chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió biển, giúp linh hoạt hơn trong lắp đặt. Như lớp phủ giúp làm tăng khả năng chống ăn mòn của vỏ máy. Ở vỏ máy, tấm thép chống ăn mòn cao được trang bị thêm 4 lớp phủ. Trong bài kiểm tra phun muối, sản phẩm với vỏ ngoài chống ăn mòn thông thường cho thấy những vùng bị rỉ sét. Nhưng tình trạng này không xuất hiện trên sản phẩm mới. Đồng thời, với thử nghiệm mù muối trong dung dịch muối axit acetic đồng, thì mẫu chống ăn mòn thông thường cho thấy sự ăn mòn ở những phần bị lỗi, nhưng không hề xuất hiện tình trạng như thế ở mẫu sản phẩm mới. Nhiều lớp phủ cũng giúp làm tăng khả năng chống ăn mòn của cánh trao đổi nhiệt. Lớp chống ăn mòn mới trên cánh tản nhiệt nhôm dày gấp đôi loại thông thường và được trang bị thêm 2 lớp phủ bảo vệ. Với thử nghiệm mù muối trong dung dịch muối axit acetic đồng cho cánh tản nhiệt, loại chống ăn mòn thông thường xảy ra hiện tượng ăn mòn nhưng lại không xuất hiện tình trạng này trên dòng sản phẩm mới. Để tránh hiện tượng độ dày lớp phủ khác nhau do phun sơn thủ công, lớp phủ bổ sung đã được thực hiện trên dây chuyền lắp ráp tự động để có độ chính xác và chất lượng cao nhất. Khả năng chống ăn mòn cũng đã được cải tiến cho các bộ phận khác. Trước đây, các lớp phủ bổ sung cho cánh tản nhiệt được thực hiện tại công trình, nhưng lớp phủ này làm giảm hiệu quả trao đổi nhiệt của cánh tản nhiệt, dẫn đến hiệu suất máy giảm. Cánh tản nhiệt trên dòng sản phẩm mới dày hơn 21%. Điều này làm tăng hiệu quả trao đổi nhiệt và duy trì hiệu suất máy. Vì thế, các lớp phủ bổ sung không làm giảm hiệu suất máy. Đạt được chứng nhận UL giúp chứng minh hiệu suất chống ăn mòn của cánh tản nhiệt và vỏ máy. Dòng mới với khả năng chống lại sự ăn mòn của muối biển, duy trì hiệu suất và giảm đáng kể chi phí vòng đời máy. Chúng tôi đã khảo sát các dàn nóng được lắp đặt gần biển, thường gặp phải vấn đề ăn mòn do bị rỉ sét các bộ phận, làm giảm công suất và hiệu suất làm mát của máy, dẫn đến việc thay thế thiết bị thường xuyên. Chúng tôi muốn là người tiên phong trong lĩnh vực này, vì vậy chúng tôi đã phát triển vật liệu cùng quy trình sơn phủ mới và tiến hành thử nghiệm rộng rãi tại một khu vực ven biển ở Đông Nam Á. Cuối cùng, chúng tôi xác nhận rằng các sản phẩm thử nghiệm hoàn toàn không bị ăn mòn và hoạt động rất tốt, kể cả với lớp phủ bổ sung. Vì vậy, chúng tôi tự hào khi giới thiệu sản phẩm này với sự tự tin cao nhất.